chào các bạn, kế bên mình đây là chiếc Subaru XV phiên bản mới 2018. Các bạn có thể thấy là ở phần đầu xe, tất cả mọi thứ đã được thay đổi hoàn toàn, không còn giống như đời cũ nữa. Phần đầu xe này nó đã mạnh mẽ hơn và nó có một cái cách thiết kế có thể nói là hiện đại hơn là đời cũ. Các bạn có thể thấy là cái đời cũ thì phần đèn đã được thay đổi so với đời cũ, với đèn gương cầu, với cái đèn daylight phía trên này. Vâng, có một sự khác biệt rõ ràng ở phần đèn xe, nhìn nó giống STI hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là ở phần lưới tản nhiệt, ở cái đời cũ thì lưới tản nhiệt nó sử dụng lưới tản nhiệt mạc rơm, nguyên một khối mạc rơm, nhưng mà ở đời này thì đã được sơn đen toàn bộ, chỉ có một thanh mạc rơm chính giữa thôi. Vâng, phần đầu xe của XV đã được thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra thì ngoài phần đầu xe thì họ cũng đã thay đổi luôn cả hệ thống khung sườn. XV đời mới sử dụng hệ thống sườn mới, cứng hơn, vững hơn, và chính vì vậy chiếc xe nó sẽ ổn định hơn khi chạy độ cao. Chúng ta sẽ cùng bước ra phía sau để xem phần đuôi sau của XV nhé. Phần đuôi sau của XV gây ấn tượng với người xem ở chỗ là cái đèn thì các bạn có thể thấy là cái kiểu dáng vẫn không khác nhiều so với đời cũ. Tuy nhiên là cái cách thiết kế của Subaru khiến cho cái kiểu đèn của XV nhìn từ phía sau tới có thể thấy là nó đặc trưng. Ngoài ra thì ở ngay vị trí của phía dưới thì chúng ta thấy là có một cái hốc giống như là hốc hút gió, nhưng mà tuy nhiên không phải, nó là được phối màu đen, nó tương phản với màu cam của chiếc xe. Có thể nói là phần đuôi của XV nhìn nó to hơn là kích thước thật của chiếc xe. Còn đây là cái cốp của Subaru XV 2018 thì các bạn đã thấy là nó hơi khác biệt xíu, mà cái cốp nó nằm hơi cao và chính vì lý do này nên các bạn sẽ để được độ ít lắm, nó không có sâu xuống. Còn lý do là do ở dưới này chúng ta thấy là có một cái bánh sơ cua và cái phần đuôi sau này nó cao lên, góc thoát sau khá cao. Mình nghĩ là nó sẽ để được một cái vali lớn và thêm một món đồ linh tinh nữa, chứ không thể nào để được hai vali lớn. Subaru XV mới thì Subaru họ sử dụng hệ chuyển động AWD, có nghĩa là dẫn vọng 4 bánh toàn thời gian. Chúng ta sẽ cùng bước vào khoang nội thất để xem khoang nội thất của XV mới có điểm gì khác biệt nhé. Cũng cái tay nắm cửa như đời cũ, mình có thể nhận ra điều này. Mình đang ngồi trong khoang nội thất của Subaru XV mới thì có thể nói là khá nhiều sự khác biệt. Nhìn nó góc cạnh nó cứng cáp hơn và nó đàn ông hơn. Ở đời cũ thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái chi tiết hình tròn, nhưng mà ở đời mới này hoàn toàn là những đường thẳng cơ bắp. Nút khởi động engine start stop nằm ngay đây và mình sẽ thử đề máy xe lên nhé. Vâng, vẫn như những chiếc Subaru khác, chiếc XV này khi đề lên thì nó rất là êm và không cảm nhận thấy cái sự rung lắc của thân xe. Các bạn hãy nhìn vào cụm vô lăng thì mình thấy cái cụm vô lăng nó giống với xe đua thể thao, thì ở bên đây chúng ta có nút điều chỉnh âm lượng hơi khác với những cái xe đến từ châu Âu. Nút xe đến từ châu Âu thì nút điều chỉnh âm lượng sẽ ở bên này. Cruise control nằm bên này. Vâng, phía dưới này là những cái phím chức năng để chỉnh ở trên cái hệ thống đồng hồ. Các bạn có thể thấy là những cái chi tiết thiết kế rất là manly, rất là đàn ông. Đây chúng ta thấy là sử dụng nhựa mềm, Subaru sử dụng vật liệu rất là cao cấp. Cũng muốn nói với các bạn luôn đó là hệ thống âm thanh giải trí của Subaru XV mới đã có thể tích hợp với Apple CarPlay, và các bạn có thể gắm điện thoại vào và điều khiển trên hệ thống màn hình. Ở phía trên này là cái bảng điều khiển, chúng ta có thể chỉnh được máy lạnh nè, rồi hệ thống sync nè, rồi chúng ta chuyển X mode để mà tham khảo những cái giá trị trên đây, nó thể hiện ví dụ như là độ nghiêng của xe, rồi độ dốc của cái bề mặt. Cái cần số Subaru XV mới cũng được cải tiến, các bạn có thể thấy là cái cần số nó góc cạnh hơn và sử dụng phanh tay điện tử, không còn sử dụng phanh tay thường như là ở đời cũ nữa. Mình sẽ đánh giá một chút xíu về cái chỗ ngồi của mình. Mình là một người cao 1m76 và mình đang ngồi trên chiếc XV này có kích thước khá nhỏ. Sẽ hạ ghế xuống vị trí mà mình cảm thấy thoải mái. Ok, đây. Rồi, ở vị trí này mình cảm thấy thoải mái nhất, và cái đầu của mình nó đang còn cách cái trần khoảng 10cm, khá là ổn. Cái ghế ngồi cũng khá là ôm người, và cái da mà Subaru sử dụng thì cũng là cái loại da xịn. Vâng, chúng ta sẽ cùng bước ra khoang phía sau để xem là ở phía sau thì cái ghế ngồi phía sau có thoải mái hay không nhé. Mình đang ngồi ở phía sau của XV 2018 thì mình thấy là chỗ để chân thì rộng rãi nè, nhưng mà cái đầu mình còn cách trần ít quá. Mình không cao lắm, mình 1m76 thôi, nhưng mà cái đầu mình cách trần khoảng chừng 10 phân thì nếu như đi vào những ổ gà lớn thì có thể bị tưng đụng đầu. Tuy nhiên mình thích nhất ở những cái xe Subaru đó là chất liệu họ sử dụng rất cao cấp, và có thể nói là xe Subaru là một trong những xe Nhật có cái nhựa ổn, sử dụng thời gian dài không có lo bị xuống cấp hay xuống màu. Còn khoang động cơ của Subaru XV có lẽ là một cái khoang động cơ chúng ta cần phải bàn tới nhiều nhất.
Cái khoang động cơ này chúng ta đã thấy là có một sự khác biệt so với những khoang động cơ bình thường, bởi vì nó nằm khá thấp và ở trên bề mặt thì nó không có bị đầy đặn. Bởi vì sao? Bởi vì động cơ này là động cơ boxer, hai xi lanh, bốn xi lanh nó sẽ đối đỉnh với nhau và bốn xi lanh nó sẽ nằm hướng ra ngoài và nằm có thể. Chính vì cái bốn xi lanh nó nằm như vậy, thành ra là cái trọng tâm của xe nó sẽ được nằm thấp hơn và cảm giác lái tốt hơn. Subaru XV mới sử dụng khoang động cơ có công suất là 156 mã lực và được bán với giá là 1.549 triệu, coi như là 1.550 triệu. Xong giấy là khoảng 1.7-1.8 tỷ. Giá thì có thể nói là hơi cao, hơi chát, nhưng mà với một chiếc xe mà được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản và xe Subaru thì rất là an toàn. Thì hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong cái quyết định mua xe của mình. Xin chào các bạn.